chén bữa nay thôi. Nhi về gia đình của gia đình của cô Hai đây mọi người. Đây là nhà của cô Hai của Nhi đây ha. Lẩu mắm của cô Hai Nhi á, nấu á. Nay về dạ. Nhà vui quá ha Nhi. Dạ. Lúc trước thì rau, bây giờ là hành phẩm này ha. Dạ. Đây lẩu mắm này. Nhi, Nhi ăn chén đẹp. Nhi ăn chén đẹp. Ba ăn chén đẹp luôn. Bảy. Bà tới con. Bà có bảy vô đây. Đây nè, con quay phim nhóm đẹp. Coi. Đây cho bảy. Này vui quá rồi. Hai ba cho con. Ba con. Cho ba cho con, cho ba nó vô ngồi luôn. Con ngồi đi. Rồi. Dạ cha chút ngọn bở nó. Sao dữ lắm vậy. Rồi đó. Con không biết đừng cắt đâu. Quá trời ơi. Để lấy cái ghế xếp. Con không biết đừng cắt. Ngồi đi, ngồi đi. Dạ. Ngồi đi, lấy cái ghế xếp. Cho nhỏ xuống. Đó. Con ghế xếp đi nó nè. Dạ, cắt rồi á. Nghe cơm mới. Rồi. Hai. Thôi, hai ăn đậu, hai đứng cùng đòn. Cô hai. Cô hai ăn cơm mà. Cô hai ăn cơm ha. Nấu rồi ăn cho ông Bảo đâu. Còn ra cho nó. Đậu quá, nó hấp dẫn nè. Dạ, nhập tiệc đi. Mời Thôi dạ, là các con ở đây. Bữa lẩu mắm với gia đình. Thơm quá thầy ơi. Thơm quá. Hello. Gặp chuyện ơi. Ở nhà cũng ăn bả mực vô. Con ăn bún. Ủa, sao không kiếm điện, có kiếm điện chứ? Không. Sôi quá rồi, sôi sôi quá. Hai đưa đưa lịch con. Dạ dạ. Đây nè. Ờ của con ăn vậy được rồi. Rồi, xong. Rồi. Bây giờ chú cho con chút chuột đi. Nửa cho ông. Chuột chuột cả nó luôn. Đúng rồi, giờ để đây đi. Chuột giờ nhận má chuột đó. Không đồng đồng. Đúng rồi. Chú ngồi đi. Cái này chuột mình mua hay mình bắt ra? Thì này nước dừa nè. Mua. Mua nha. Nhì bắt á, nó mới ra ruộng bắt á. Nhì bắt hả? Dạ, cả nhà. Chuột giờ mình chuyển nước dừa sáng mình nướng nha. Giờ mình chuyển nước dừa. Rồi mình đó. Rất là ngon luôn. Lấy cái ghế cho. Dạ có rồi. Nha. Rau. Rồi đó, quá đã luôn. Rồi đây con cho lượng cục. Phúc không biết ăn chuột không? Dạ. Ổng không biết ăn chuột không? Nhi nó không biết ăn chuột. Nhi nó bút mày dĩa thôi. Nó biết ăn chuột. Chuột. Dạ ngon lắm. Thử đi, ngon lắm. Chuột đồng mà. Còn con đũa. Đũa đũa nè. Rồi mà không có cho ổng ăn đũa. Ăn lộn mắm. Ăn cái kia dừng hai lên nữa. Dạ dạ. Gia đình Nhi nha. Hôm nay là hồi sáng mình ăn mừng Nhi về, bây giờ ăn mừng Nhi làm được giấy tờ. Làm khai sinh mới. Nhi mới sinh ra đời. Ngon không? Ngon không phải rồi. Ngon không phải rồi. Lẩu mắm ăn với kèo nèo rồi hết sảy rồi. Còn nữa là cái cây biết cái gì không? Cây chuối á. Chuối rồi. Bắp chuối ăn. Bắp chuối á. Dạ. Đúng rồi đúng rồi. Bắt chuối không? Để chậm nó chín quá. Đẹp nha. Nha. Chú chú rồi. Được. Lấy cái ghế nữa. Xích xích ra vòng vòng qua. Đây đây. Đây đây. Đây chú này nè. Ok. Đây là không dính. Lấy cái ghế cho chú dễ ha. Nè con nước mắm không cô ơi? À, ngay ngồi đây đây. Đó, rồi em ngồi đó, có ghế không? Ghế không? À, đủ rồi đó. Đây, ghế. Chưa lâu. Rồi. Ủa, Bảo rồi. Đủ chưa? Đủ rồi. Đẹp ơi, đẹp ơi. Nè, bỏ này vô nè. Có nước mắm gì? Để lấy nước mắm cho. Ngon gì? Nhi về đây được cô hai dượng hai này kia cô bảy rồi nấu đồ ăn ngon không ha. Lên Sài Gòn thầy mà sao ta đặc sản không đó thầy đi quay về đây cô hai nấu rồi. Thầy mà thầy biết nấu không kịp nấu lẩu này không nấu cho vợ anh không nát luôn ngon thật thật luôn. Dạ, dạ mắm sôi luôn. Ăn cơm đi. Con mới mực vô. Được phải ơi, được phải. Vừa vừa thôi, tao đừng có. Sao phải hút vô.
rồi. Rồi chín rồi, lấy cái tô đi, lấy tô múc qua đó. Để đây nè. Trước rồi, để đi. Nhậu. Mình không nhậu thì mình ăn chỗ này. Như hai là không có nhậu hay như hai? Không. Từ hai đến giờ ngoài nhậu. Giờ đủ không uống rượu bia. Dạ. Dương Hai là năm nay nhiêu tuổi rồi Dương Hai? Trước là tuổi 26 rồi. Dạ. Giờ ngồi nhưng coi Nhi ăn thôi. Sao chưa, sao chưa? Ngon không Nhi? Chẳng thân thôi bỏ đồ sống luôn hết đi, rồi cái cho nó chín đi rồi mình bắt. Dạ. Bà Nhi rồi rất là ngon và đáng luôn. Thôi đổi cho hết luôn đi. Ờ đổi cho hết thì cho chín đi rồi ăn nốt luôn rồi giảm nốt. Quý là mày vô. Chủ yếu nói vậy để cái câu vô đó mà. Rồi cái này bà nữa hay cha. Thôi. Thôi thì cũng thôi nữa. Trang trang mắm chơi chịu hai đấy. Để chấm cái. Mới đổ nó sôi hả? Chưa. Cho nó sôi đè đè xuống. Nè cái này tính là để mày chết. Cô bảy ngồi đây, cô bảy ngồi đây. Đè nó đi con, đó 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 đó. Để đè xuống không quen rồi. Dặn dặn cho nó to đi. Ông ta đang sôi nè những sôi sôi để nó sôi hổ như đó đang sôi để cái chén chén anh hai đâu rồi chị hai hai đi hai mẫu hả đủ đồ này làm ngon bây giờ làm ngon ngay con ăn giờ phải xè con ăn đi nghỉ quay nghỉ quay đi sáng nó còn non non còn chút xíu nữa hai phút nữa con biết chứ giao là con mê lắm. Mời ông bà cô chú anh chị dùng bữa ăn mừng Nhi đã làm được giấy tờ cũng như về quê gặp ông bà cô chú đoàn tụ gia đình. Hết chén. Hôm nay là chạy đi cả ngày đó mới làm được giấy tờ đó. Nguyên cả buổi sáng luôn rồi mới làm xong thủ tục. Xong rồi buổi chiều bắt đầu vô mới đầu ký tên làm xong. Bỏ ra. Ra rồi. Dạ, ăn bún hả? Anh không ăn bún hả? Ăn dao. Ăn dao. Đi mình. Chú cá chạy nha quên. Đậu này là ai đầu bếp chính chú? Chị Hai. Cô Hai á. Cô Hai là đầu bếp chính ha. Làm lẩu này nè. Cô Hai nấu mà dạ. Cô Bảy Niêm nấu lẩu ngon. Ở cha trường mà bà không nấu. À, cô Hai nấu mà cô Bảy Niêm ha. Cô Hai cha trường cô Hai nấu ngon quá trời luôn. Rồi vậy đó hả? Dạ, ngon lắm cô Hai. Ngon lắm cô Hai. Nghe mùi ra đây. Thôi em ơi, chín nó rồi. Này. Ăn đi con. Được rồi, được rồi. Chú ăn, chú ăn. Chú ăn đi chú. Chú ăn đi chú. Chú ngồi đi chú. Chú ngồi đi chú. Tự do đi. Ghế chú, ghế chú đâu rồi? Con thì tự nhiên đó. Ủa sao đi ghế nó đi anh? Bị có lò xo, dặn chú. Bảo nè, thấy không? Bảo nè, thấy không? Bảo nè, với bà ngoại đó. Rồi. Trời đó. Gia thì nhỏ luôn, 6 tháng là gia luôn tới lớn. Nay mấy tuổi cô? Nay tuổi mấy rồi? Nay tuổi mấy rồi? Nó làm vậy. Anh Trương á, chỉ Trương ra với bà ngoại đó. Đây là ngọt. Ngọt hả? Nước dừa, nói với nước dừa. Đó, cái này cái nước có thanh mà nó ngọt ngay à. Nè, con nhúc nè. Bỏ vô. Ủa, anh ngồi ghế gì đó hả? Cái là xo, không chịu sức cao. Nói nhằm đi chơi. Nói đi đi. Nói đi con. Nè, con nè, thấy hả? Nè, 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 không ăn được, bữa nay nó nhịn ra làm gì đâu luôn á. Chứ không bãi, chứ không bãi. Thôi, bà thấy chưa? Thấy gì? Cũng ngoan đó. Cũng ngoan mà chào đó. Nha. Nó nấu rồi mà. Ăn cơm mà nó nấu không được. Ăn cẩu. Ăn cẩu. Ăn cẩu. Ăn cẩu. Ăn cẩu. Ăn ngon không? Dập tôi lại đây là gì? Dạ, chụp cái gắp ra liền á, để nhiều lâu quá nó giả. Nó mềm không có ngon, để cái dĩa cho, để trong bãi á. Cái chén này nha, anh giúp cho. Dạ, dạ em. Ờ. Cơm, bắt cơm, chứ cái bát cho nghe hiền. Dạ.
sơ quá dặn nhẹ lại chứ. Dặn cháu. Dạ đúng rồi. Dặn ngược vô đây nha.
Ông xin như ông xin như tầng hả? Ừ. Xin giữ tầng rồi. Nói vậy có một bữa. Thấy đẹp không? Thấy trai đẹp trai không? Đó, trai mày đó. Tao rồi, tao tử điện ảnh. Tao rồi tử điện ảnh. Mày về già. Đó, mấy anh đang đi chung đoàn này. Chú ăn đi chú. Trời ơi, đi không có no rồi. Đó rồi, thấy không? Đó. Chát lên đó. Người mẫu hiện ảnh này, đó, người mẫu. Người mẫu đấy. Người mẫu đó. Dĩa chung. À, này con để lại cho dĩa bút cho đặt hai cái dĩa. Chúc đi cha. Chúc cha. Nó đâu ăn cá gì đâu ta. Bố xua hay không? Cái gì nó mà? Nó xin nè. Cái gì nó xin mang ra người người da vậy hết hả? Nó xin. Ủa chiếc xe màu đỏ ra. À, chiếc cái gì đậu đâu, đậu đâu? Đậu đó luôn hả? Dạ. Đậu đó nó có cô bảy ok rồi. Ăn nhiều nhiều vô đi anh chị. Không thấy không? À, lái xe à? Ai vậy? Thấy à? Ai vậy? Ai vậy? Đi hả? Mà đi đâu đó.